tiên nếu như mà nói chồng em gặp em thì là trước em, còn lúc em gặp ảnh thì là lúc đó là em tham gia một cái lớp học nhảy, thì ảnh là cái người gọi là hỗ trợ thầy giáo. Thì là gặp ảnh thì là nói chung là cũng không có ấn tượng gì hết, mặt lúc đó ảnh rất là trẻ, vô thì cứ nghĩ là thằng này thằng nhóc như kia này nọ thôi. Mà lúc đó là mấy tuổi tụi em, lúc đó là bao nhiêu tuổi? Lúc năm đó là em 27 tuổi, ảnh năm đó là 29 tuổi rồi. Thế còn Tùng thì sao khi mà em gặp Ngọc? Dạ em thì lần đầu á là em gặp hai vợ chồng học chung lớp tiếng Trung á, thì em có ấn tượng và em theo đuổi rồi. À là em đã gặp cô này trước chứ rồi đúng được. Không? Có nghĩa là trước đó 7 năm ạ. Anh muốn biết cái cảm xúc của em cái lúc mà em nhận ra cái cô gái này, đúng không? Cái lòng của em nó như thế nào? Em cũng bất ngờ nhưng mà em nói là em sẽ theo đuổi. Lúc đó em có xin với thầy là để cho em hướng dẫn bạn này hơi đặc biệt chút kèm xíu, riêng kèm riêng rồi đó, để cho em chỉ con cái động tác. Dạ không ạ. À. Trời ơi em dở quá, gặp chị là chị xinh như vậy rồi. Ngại tại ta rung. Dạ không, anh dụ em nghỉ học chứ không có gì chơi, nó học mới được chưa được tháng em mới vô cái dụ cái anh bắt em nghỉ vậy luôn. Nghe nè. Em không cho ai để không cho nhảy được cái ai chứ nhảy với ổng thôi để ổng cho nghỉ luôn. À, bây giờ anh muốn biết là cái việc mà em theo đuổi cô này nó như sao? Em hẹn đi uống cà phê, xong đến buổi cà phê là đầu tiên là em nắm tay luôn. Em nắm tay cái xong. Em rạng rỉ vậy luôn hả? Dạ. Nói chung là trước đó là anh cũng đã theo đuổi em cách đó 7 năm trong cái lớp tiếng Hoa. Nhưng mà thực tế đến bây giờ em cũng không ấn tượng là em đã từng gặp chồng em trước đó. Sau bữa đó là em hẹn đi uống cà phê nữa thì dạ em không đồng ý. Nói anh nắm tay không đi, cái em nói là thôi đi đi anh không nắm nữa đâu. Thế là vợ em đồng ý đi ra, em lại nắm tay tiếp. Nghe là em sợ ông về luôn. Em lầy thiệt, em lầy thiệt luôn. Rồi cái lần thứ hai ông nắm tay thì em nghĩ gì về người đàn ông mà không giữ lời hứa này? Thì nói chung là đợt đầu á, nói chung là ảnh dùng mấy cái chiêu gọi là bày đặt xem bói xem toán này kia đó rồi để xem. Cái hồi ông hứa, cái xong rồi lần thứ hai ông lại nắm tay, xong về em lại giận tiếp. Giận xong rồi ông lại rủ đi rồi không biết sao rồi cũng tự nhiên cô vậy. Cô cũng đi. Nè, xong em nói thôi cứ đi đi, bảo đảm lần này là không nắm tay. Không nắm tay nữa. Rồi sao sao nữa? Rồi sao đi không? Dạ có ông không nắm tay nữa mà ông đè ông hôn. Trời ơi. Hung tay luôn hay là hung má? Dạ không, ổng hung miệng luôn. Trời ơi, em thiệt là dạng dĩ đó Tùng à. Như là theo em á là anh đã giữ lời hứa đó chị. Anh không nắm tay mà. Dạ đúng rồi, dạ không nắm tay mà chị sẽ hung thôi. Khi hung là dính luôn không hay là em phản ứng? Có chứ, em phản ứng và em giận tiếp. Rồi ổng lại hứa tiếp. Bình thường thì anh ít nói lắm, mà không biết sao ổng đi hẹn hò với em là ổng ngồi ổng nói không. Em không nói gì trơn, ổng ngồi ổng nói đủ thứ trên đời này chia, ổng nói mà nói đến 9-10 giờ ổng chưa cho em về. Rồi bao nhiêu lâu thì em yêu ảnh? Thời gian đầu lúc quen nhau thì là cũng có cái lần mà hai vợ chồng em giận nhau là em cũng đòi chia tay cả hơn tháng anh hả? Dạ dạ. Là tại con cái tính trẻ trâu của ảnh á, nói chung là cứ đi khoe chính tích bạn gái này kia, cái vô tình em đọc được cái tin nhắn đó. Em tự ái, nói chung em mình tự nhiên mình cảm thấy tổn thương, mình bị xúc phạm á. Trong cái thời gian chia tay đó thì sau này thì em mới được biết là trong cái thời gian đó rồi ổng đổ bệnh gì đó. Thì cái hôm đó là tình cờ là tại vì cái lúc mà lúc đó em chưa có dẫn ảnh vô nhà, thì ảnh hay hẹn hò em là ảnh hay đứng ở đầu ngõ là đầu đường nhà em cách khoảng 500m đó, là ảnh hay đưa đón em đi làm bằng xe buýt. Chiều hôm đó, tối hôm đó là trời mưa rất là lớn. Thế mẹ em mới rủ em là thôi đi bộ nhà em, tại vì nhà em gần cái trung tâm thương mại, em đi bộ, cái đi tình cờ em đi ngang qua. Cái mẹ em thấy bảo chứ, ủa Ngọc ơi, có cái thằng nào sao tự nhiên nó cứ nhìn mày hoài? Là ông nội này ông cứ đứng đó. Ông đâu có, em chặn hết nhánh, ông đâu có nhánh được đâu, mà ông cứ đứng ở đó, ông đi làm về cứ ông đứng đó, ông cứ đứng dưới mưa vậy đó. Em đứng đó bao lâu Tùng? Dạ nói chung là ngày nào em cũng đứng á. Ngày nào cũng đứng. Suốt một tháng đúng không? Kể cả mưa nắng. Dạ. Em đứng như vậy trong thời gian bao lâu thì cổ bắt gặp em? Khoảng một tháng. Một tháng trời em đứng đó thì hôm đó cổ mới gặp em ở dưới mưa. Dạ. Thì coi như xong nó chắc về đúng không? Chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Trời em ác quá. Rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ, về là bệnh thêm bệnh cảm nữa đúng không? Dạ. Giờ hỏi xong sao mà về? Thì nói chung là về thì giống như chị nói đó, về thì mình cũng cảm thấy nhớ cái anh này, thấy ảnh cũng vụng về này kia, anh cũng thật thà á. Nói chung là ảnh thật thà, thế là em mới mở tin nhắn ra, rồi em với ảnh gặp lại nhau, rồi xong rồi cũng cho ảnh một cơ hội này kia đó. Rồi ảnh xin lỗi rồi thử quen chỉ lại. Chỉ có một cái chuyện nhỏ thôi mà giận người ta một tháng trời vậy đó. Và mỗi lần mà đưa đón em thì đi bằng phương tiện gì? Trời ơi, cái xe của ảnh nó gọi là cái xe cà tàng ấy ạ. Lúc mà em cho ảnh vô nhà gặp ba má em rồi á, là ảnh hay cái tật ảnh hay chơi giống như đến gặp bạn gái này chơi khuya. Mà cái xóm của em mà nó xóm nó vắng á, cứ tối 9-10 giờ mới về, cái xe của ổng nó kêu yên như cái xe lam. Dạ. Nó đi mà nó kêu một cái nào nó đi mà em đi ổng đi ra tận 100m đi nó vẫn còn kêu. Đi 1km rồi vẫn còn kêu. Dạ, chó nó sủa, con nó sủa từ chỗ nhà em mà nó sủa đến cứ đi đến đâu là chó nó sủa. Sao xe âm thanh sụt rau quá vậy? Mà cái xe đó mỗi lần mà đi hẹn hò là chở ảnh, chở em đi cũng tội lắm, mà nó cũng hư riết à. Thôi mà nhờ chiếc xe đó
dạ. mới quen được cô bạn gái này đó nghe. Dạ. Đó. Từ lúc mà yêu nhau cho đến lúc cưới á, dạ. thì là mọi thứ nó suôn sẻ hết đúng không? Có những cái biến cố gì không? Dạ, từ lúc yêu nhau cho đến lúc cưới thì chỉ có cái biến cố là giận nhau chia tay như vậy thôi. Xong cái mỗi ngày em nói thôi, mình cưới nhau đi. Khi nói như vậy cái đụng cái giờ đồng ý. Dạ. Vậy là đám cưới được mấy năm rồi? Đám cưới được 7 năm rồi. Ồ, 7 năm. Dạ. Dạ. Như vậy mấy bé rồi? Dạ em được 2 bé. Như vậy là khi mà bắt đầu mà hai người về ở với nhau rồi á thì cuộc sống nó có thuận thảo không hay là nó có những cái biến cố gì mà lớn lao không? Thời gian đầu á thì là có nghĩa là thời gian đầu thì là ảnh là giống như gọi là ba mất sớm á, thì ảnh ở với mẹ thì giống như gọi là có chị nhưng mà chị lấy chồng rồi thì giống như con một vậy đó, thì má rất là cưng theo cái kiểu gọi là không cho động tay động chân gì hết. Thời gian đầu về là hơi sốc cái là nồi cơm điện ảnh không biết cắm, trong thứ trong nhà là má lo hết nên là má rất là cưng, nên là cái tâm lý là giống như gọi là khi có một người con dạo khác về á, thì là nó cũng không có được giống như hòa thuận lắm á. Thì nói chung vấn đề đó là em hiểu được. Thì cũng có cái thời gian là lúc con bé đầu nhà em nó được khoảng gần 2 năm thì là cái biến cố hai vợ chồng em giận nhau. Hai vợ chồng không nói chuyện với nhau một thời gian khoảng 2 tháng rồi hai đứa đòi chia tay. Có chia tay không? Dạ có, chia tay có là... Có ly hôn không? Dạ có. Thì là em lúc đó thời gian đó là em chuyển về nhà má em ở. Thì em ở được gần 1 năm á, thì anh cũng lên thăm con cái bình thường. Nhưng mà sau đó thì vợ chồng em mới ngồi, em mới nghĩ lại là thật ra là hai vợ chồng em không biết tại sao không có cái lý do gì đó, nó quá là to tát. Tại sao mình không ngồi lại mình nói chuyện với nhau, tại chỉ có cái là cái tôi hai người quá lớn đi, không có chịu ngồi lại nói với nhau. Thế là cái hôm đấy là hai vợ chồng em ngồi lại nói chuyện với nhau thì giải quyết được mâu thuẫn rồi. Tụi em về quay lại về ở lại với lấy nhau. Đơn lại không? Dạ có. Thì thực tế là sau cái cuộc đó thì là em vợ chồng em mới rút ra một cái là có biến cố gì á, thì sau sóng gió thì là người ta mới rút kinh nghiệm ra được thì yêu thương nhiều hơn. Đúng thì rồi. Là mình chia tay như vậy nãy như em nói là mất mấy một năm? Năm một năm, một năm. Dạ. Suốt cái khoảng thời gian mà chia tay một năm đó có lúc nào em say nắng một ai khác không? Trong cái thời gian đó thì hầu như là em cái cảm giác của em là em không thể yêu người khác luôn. Và nếu như mà đến em nghĩ cái người ta nói là đóng băng trái tim á, thì đúng là cái cảm giác giống như nó từng cái mạch máu của mình mà nó bị đóng băng luôn á, cảm giác được như vậy luôn. Và nếu như mà thời điểm đó hai vợ chồng em không quay lại rồi đến giờ em có thể em không quen người khác nữa. Tức nghĩa là em mặc định rằng là chỉ dành cho người vợ mình thôi. Lúc đó là hai vợ chồng mới quyết định quay lại với nhau. Rồi lại và bây giờ đã tìm lại tình yêu rồi. Đó. Tìm lại từ đầu rồi. Đó. Trước hết là phải chúc mừng hai bạn đã tìm lại nhau. Dạ. Sau đây thì đến lòng đến cái phần mà vẫn phải đến cái phần gọi là kể xấu về chúng nhau. Chúng tôi không đó. Muốn nghe đâu nhưng mà tôi nghĩ là các bạn muốn nói. Đó. Dạ. Thôi bây giờ cái tật xấu của anh chồng này là cái gì? Thứ nhất là tội lớn nhất là hay quên, vô tâm đấy. Quên có cái quên nào mà nặng nề không? Quên khủng khiếp luôn á. Nói chung là ảnh rất là em đôi khi em ngồi em trêu ảnh mà chứ anh ơi có khi nào anh ngồi anh không nhớ tên em không? Thôi ảnh khủng khiếp lắm. Có nghĩa là ví dụ như trong những việc trong nhà hoặc là nhờ ảnh cái gì á, được rồi anh biết rồi, là cái biết rồi của ảnh á là phải 8 kiếp sau là cũng chưa bao giờ nếu như mà mình không nhắc lại. Cũng chưa biết là cái biết rồi là cái đáng sợ đó. Dạ đúng rồi, biết rồi là cứ để đó thôi. Ví dụ như ảnh đi xe máy, ảnh đi giống như cái xi nhan của ảnh á, không bao giờ, có nghĩa là đi đường người ta chửi nó nói ủa sao đi bên này nè, xi nhan bên kia anh cứ để bạch vậy đó, mà em đi ngồi đằng sau lưng á thì là em nhắc nhiều thì anh nói là sao biết rồi, nó nhiều quá rồi. Cái tật nữa là vô tâm là sao, dù anh không bao giờ kiểm tra dù anh cái xe của anh á, thì bây giờ anh mua được con xe mới rồi nhưng mà nó hay lủng lốp, mà xe mặc dù là xe tay ga nó rất là khó lủng mà không biết sao ông đi ông nhai đinh hoài. Cái tật của ổng là giống như gọi là cứ để cho lốp mà nó mềm thật là mềm á, có nghĩa là ông chở cả em là với hai đứa con và bốn mạng người trên đó đó mà không bao giờ anh kiểm tra cái lốp trước khi anh đi hết trơn á. Rồi con cái tật nữa là ví dụ như là anh đi làm gì, tại em cái tính em hay lo xa, ví dụ anh đi đường xa là em phải nhắc ảnh, rồi em gọi điện em hỏi, em nhắn tin anh tới chưa, anh đến an toàn chưa, rồi anh làm công việc đó ok không, xong chưa. Nhưng mà đến lượt em là không có, là coi như đi đâu kệ, làm gì được hay không kệ. Cái em nói ủa anh ơi sao em quan tâm anh vậy, sao anh không quan tâm em, hỏi chứ không, anh biết vợ anh mà, nói chung là anh nghĩ là em làm được, em ok hết á, thì thôi hỏi chi cho mất công. Thì có vô tâm không? Đó, nó vô đó tâm là vô tâm đó. Đó, vô tâm quá nhiều đó. Cái tánh tình có hay nóng nảy hay có cọc tính không? Dạ anh hiền nhưng mà anh cọc tính lắm. Mỗi lần những mà người hiền là hay cọc tính. Dạ, ảnh giận nhau á, em thì không bao giờ em đập đồ hết trơn á. Còn ảnh là quá trời ảnh đập, có như là ngày xưa ở cái nhà cũ á, là cái cửa phòng tụi em là bằng nhựa, anh lắp bằng nhựa. Ông đập thay mấy lượt rồi á. Ông cứ đập xong bắt đầu bể rồi ông thay, rồi ông ném đồ chọi đồ vô tường vậy đó. Thì vậy em có mong muốn anh thay đổi cái điều đó không? Thì thực chất ra là chồng em á là một người rất là tốt tính.
rất là thương vợ thương con, nhưng mà có cái là cái thể hiện của anh nó chưa có gọi là đủ á, anh hay quên nên là đôi khi là anh thành ra là cái người gọi là không có lo lắng. Thì là em chỉ mong muốn là chồng em, tại vì em không biết chồng em chắc là có, chồng em hay cái bệnh đau đầu nên là anh cũng có thể nó ảnh hưởng đến cái trí nhớ của anh á. Nên là em muốn là chồng em giống như mình quan tâm đến cái sức khỏe của một tí, rồi mình chú tâm một tí thì là mình sẽ nhớ cải thiện trí nhớ. Còn lại thì là chồng em rất là ok. Dạ. Rồi bây giờ tới em đó. Cô ấy có thật xấu gì không? Dạ, thật xấu thì cũng nhiều. Chung là em thấy có một cái thật xấu là em muốn vợ em thay đổi. Đó là hay nóng tính lắm. Chẳng hạn như anh nói về cái xe, thực ra nó không phải là mềm, nó cứ bình thường thôi. Ví dụ như em đi bình thường thì không sao, nhưng mà ví dụ như có vợ em lên thì nó hơi nặng ký thì nó xuống như vậy. Thì chỉ cần nói ở anh ơi đi bơm, thì mà em, cái thật của em á là nói nhẹ thì em còn nghe, mà càng nói là em nói sẵn để luôn là em à, em không để luôn đúng không? Em không thèm làm luôn á. Đó là tính em là nó ngang lắm. Mà vợ em thì ví dụ như cái tật là nói đụng một câu trước câu thứ hai là nổi nóng lên à, ngay cả con cái gia đình thì cũng nổi nóng. Nhưng mà cô vợ này á nấu ăn rồi có ok không? Dạ vợ em nấu ăn thì ngon, mỗi lần vô bếp thì nấu đủ thứ món hết, xong bắt đầu để một đống rồi em rửa. Em là người hốt chiến trường. Dạ. Vậy là em chỉ có mong muốn vợ em là bớt nóng tính thôi đúng không? Dạ, đúng và rồi. Ăn nói nhẹ nhàng. Đúng rồi. Nói chung chị nghĩ là cái tôi của mình dẹp xuống một chút xíu, cả hai vợ chồng luôn. Thì chồng mình có cái tật hay quên thì thực ra là cũng chẳng muốn đâu, nhưng mà giờ nó quên vậy giờ biết làm sao giờ. Yeah. Đúng không? Nếu mà cái chiêu này mình xài chưa có thành công thì mình sẽ dùng một cái chiêu khác. Đó, là thay vì như anh ơi anh đi làm cái này đi, được rồi, mình biết cái đó là không bao giờ ông làm rồi. Thì ví dụ như chị đi, ví dụ chị nhờ nè, anh ơi cái xe của anh nó bị mềm rồi đó anh, ví dụ vậy ha. Rồi đó anh biết rồi anh ra đây em nói nghe nè, đó ví dụ nha. Ví dụ chạy ra nè, chỉ anh coi tại nè chỗ. Nè anh coi nè, đó bây giờ ngồi lên anh thấy nó xẹp vậy là chết, ngày mai lỡ mà mình chở, anh chở em hoặc là mình chở con mà lỡ có chuyện gì rồi sao, đổi chiêu. Yeah. Đổi chiêu sờ tận tay dây tận chán ráng thành mỡ luôn tại chỗ cho chị. Dạ. Không, và chơi cái chiêu nhỏ nhẹ, tại chồng mình thích nhỏ nhẹ. Bây giờ người ta nói nhẹ mà không nghe là lỗi của em nghe. Dạ. Là giờ cái lỗi là lỗi mau quên đó, gì khắc phục cái mau quên bằng cách đó đi em. Dạ.